Hello, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay bên em về được hai bộ micro sennheiser EW100G4 đầu 865 ha các bác. Đây là hai bộ ha. Một bộ đây là một bộ new full box 100% nha các bác. Đây là hàng mới nha, chưa qua sử dụng. Này, new 100%. Cũng là sennheiser 100G4 ha và đầu là đầu 865 luôn. Thì một tí nữa em sẽ review cái bộ này cho các bác xem. Và bộ thứ hai đó là bộ cũng là sennheiser 100G4 ha và cũng là đầu 865, nhưng mà bộ này là bộ không có bộ hàng lướt và không có hộp nha các bác ha. Còn bộ này là bộ mới 100% luôn nha. Đây cũng là 865. Đây các bác có thể xem về bộ này ha. Bộ này mặc dù là không có hộp, không có ấy, nhưng mà nó cực kỳ mới nha các bác. Rất là mới nha. Đầu thu các bác có thể xem là cái miếng bảo vệ màn hình nó vẫn còn đây nè, chưa tháo ra nè ha. Đó. Và mặt trước là không có chày xước gì hết nha các bác. Đó. Đầu thu còn rất là đẹp. Nói chung đẹp keng ha. Đây trên nắp các bác này, không có một vết xước nào nha các bác. Một tí nữa em sẽ cho các bác xem mặt sau của cái đầu thu. Nhưng về đầu thu mặt trước như thế này là coi như là gần như mới nha các bác. Đây ha. Rồi, tai mic là sennheiser 100G4 ha. Và đầu của nó là đầu 865 nha các bác. Các bác có thể nhìn thấy sơ qua về tai mic này cũng cực kỳ đẹp luôn. Tuy nhiên thì em có kiểm tra và em thấy có một hai vết chày nhỏ nhỏ, để kiếm lại coi ở đâu. Về mặt bằng chung thì nó rất là đẹp, nhưng mà hồi nãy là ở đây, cái này phải chạy không? Ở đây một vết nhỏ đây các bác ha. Mình để ý thì mới thấy, chứ còn không để ý là không thấy đâu. Ở đâu nữa em nhớ có một cái vết nữa. Đâu rồi? Nhìn cái vết này thôi á. Còn ở đây có phải không? Đâu rồi? À, không phải chày. Rồi, những con vết duy nhất chỗ đấy thôi các bác. Đẹp keng sa beng ha. Đó, đây có vết chỗ này thôi này. Cũng rất là nhỏ. Rồi, về mặt bằng chung là tai mic này nó cũng cực kỳ đẹp. 95-96% nha các bác. Đây ha. Đẹp. Rất tiếc là cái bảo vệ màn hình của cái tai mic này nó bị tháo ra rồi. Nhưng mà về mặt bằng chung thì cái mic này là cũng còn cực kỳ đẹp. Chứng tỏ là cái mic này rất ít sử dụng nha các bác. Các bác nhìn đầu thu, các bác nhìn tai mic là các bác biết là cái độ mới nó như thế nào. Và mới thì đi kèm với là độ cái thời gian sử dụng cực kỳ ngắn và độ giữ gìn nó cực kỳ cao các bác ha. Chứ các bác về các bác xài các bác sẽ biết là nó xài một thời gian nó sẽ rất là dễ chạy xước nha các bác. Đặc biệt trên những tai mic 100G4 thì nó sẽ có nút mute ở đây các bác ha. Nút mute nó rất là tiện lợi, là để cho mình khi mà mình không hát thì mình sẽ ấn nút mute để nó chống bị nó hú ha các bác. Cái đây là có cái đèn led rất là đẹp, ban đêm rất là đẹp ha. Đó, mood này, on mood này. Đó. Tùy vào cái cài đặt của mình ha, mình có thể cài đặt cái nút mood này rất là đẹp ha các bác. Và đầu là đầu 865, đầu cũng khá là đẹp đó. Đầu khá là đẹp ha. Em sẽ mở bên trong cho bác xem. Đây sennheiser 100G4 ha, và design Germany và đường lắp ráp ở Mỹ. Cái mic này được sản xuất ở Mỹ ha các bác. Một số đời mới sau này nó sản xuất ở châu Âu, là ở Romania, cũng là châu Âu luôn nha, chứ không phải là ở nước nào đâu, mà cũng là một nước ở châu Âu, Romania. Và một số đời trước đây thì nó sản xuất ở Mỹ các bác ha. Sennheiser thì nó là thương hiệu của Đức nha các bác, nhưng mà được sản xuất ở Mỹ hoặc là Romania.
Romanica là một nước thì cũng giống như Sua đang sản xuất ở Mexico các bác, cũng một nước ở châu Âu đó. Tao mic cực kỳ đẹp ha, rất là đẹp. Đầu thu để cho các bác xem đầu thu ha, phía sau đầu thu. Đấy, đầu thu thì đẹp keng sờ beng, Made in USA ha. Đó, tuyệt vời. Cái giá của bộ này là 16 triệu ha các bác, 16 triệu ha. 100G4 và đầu là đầu 865, giá là 16 triệu các bác ha. Phụ kiện đi kèm gồm adapter ha, anten, jack 6 ly, chống lăn đầy đủ cho các bác. Bộ này còn rất là đẹp, đẹp keng sờ beng các bác ha. Giá là 16 triệu cho bộ này. Còn 100G4 đầu 865 luôn và hàng mới full box 100%, giá là 18 triệu rưỡi ha các bác. Bây giờ em sẽ khui thử cái bộ full box cho các bác xem. Bây giờ em sẽ để cái bộ này qua bên đi, chống trộn mới khui cái bộ đây, hộp của nó ha các bác. Đây, EW100G4, đầu là đầu 865 các bác ha. Đó, mặt sau của hộp đây, thì em sẽ khui. Đây, đây là toàn bộ bên trong hộp mic, nó sẽ như thế này. Thì đầu tiên là phụ kiện trước đi. Phụ kiện tất nhiên là anten này các bác này. Anten ha, anten sensor, kẹp mic ha. Nó có cặp pin, cặp pin sensor luôn nha, pin sensor, nhưng là pin này là pin không sạc, pin không sạc nha. Rồi sổ. Rồi này là dây internet. Rồi cái dưới này là như lâu rồi em không có để ý cái này, nhưng mà em nghĩ cái này là nó cái đế dán, dùng để dán với cái đế cho cái đầu thu này. Các bác nào mua về các bác dán thử coi có phải không. Em chưa có cơ hội xài full box không có thử. Ở dưới này nó cũng có cái đế dùng để nối hai đầu thu thành một nha. Cái đế này nè, này là giấy chứng tỏ sử dụng của nó. Và đây là đầu thu ha. Đó, đầu thu mới rồi. Ok, mở ra cho bác xem luôn. Đây các bác ha, đây là đầu thu thì nó còn cái miếng giấy màu và màn hình đầy đủ đàng hoàng. Đó, đầu thu đẹp mới keng. Phía sau đây các bác ha, Design Germany và Made in USA ha các bác. Sensor 100G4 đấy, cực đẹp. Ok, phần đầu thu ha. Tiếp tục là phần về tai mic, để em tháo ra cho các bác xem. Vừa quay vừa khui nên nó hơi khó chút các bác. Đây, đây là đầu thu ha. Ê, tai mic cho nhầm. Đây các bác, miếng bảo vệ màn hình đây này. Ok, đây cũng tương tự như cái mic hồi nãy thôi các bác, cũng là Design Germany và Made in USA ha. Đó, nhưng mà do là cái đời này khác chút xíu nên là cái chữ này nó nằm ở đây, còn hồi nãy là cái chữ Made in USA nằm đây ha. Đấy, đó về tai mic ha. Và tiếp theo là củ mic. À,
biến khui cái cũ á, cũ đây các bác nha. Đầu 865 sinister, đầu 865 ha. Rồi thế thôi các bác. Hộp mà adapter nằm dưới này nè, hộp adapter này, và nó còn một cái bộ racket, là cái hộp dài này, cái bộ racket của nó ha. Rồi thế thôi các bác, giá cái bộ này là 18,5 triệu ha, hàng mới full box 100%, chưa qua sử dụng nha các bác. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi clip này ha. Đảm bảo với các bác tất cả hàng là hàng chuẩn xịn ha, và đảm bảo chất lượng cho các bác. Bộ này là 18,5 triệu ha, hàng sennheiser 100G4, đầu 865. Còn đối với hàng lướt bộ hồi nãy thì là 16 triệu các bác ha. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi clip này ha. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em. Cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại.